Đấy, lên tuyệt vời đẹp chưa? Gió nhẹ nhưng mà lên tuyệt vời lắm. Đấy, lên nhá, điều này cực kỳ dễ lên. Gió nhẹ mà gió chỉ tầm giờ chắc chỉ 5-6 km/h thôi, vẫn lên bình thường. Đẹp không? Lên quá đỉnh luôn nhá. Tuyệt vời thật đấy. Mình rất ưng con diều này nhá. Con này thì mình làm là sả cánh dài 1,5 m, bụng rộng 50 phân. Thì mình làm con diều này bằng lan mảnh có sẵn nè. Rõ đã chuẩn bị quay làm cái bạn xem đấy. Đây mình chắc thì gì là lên đây. Lên trước của đỉnh luôn. Có chốt nhá, đây mình có chốt nè. Các bạn xem mình không nói tiếp gì nào luôn, lên đẹp tuyệt vời luôn, rất là vời, siêu của đẳng luôn. Đấy, lên nha, đẹp lắm lên. Để bắt cái giếc nhá, bắt con giếc con rô, thòng cỏ lôi về, mai nhỉ? Cho bé ngủ say. Đúng rồi, cho bé ngủ say. Có trùng trùng đi. Ui, cho thật trùng nữa đi. Như vậy trùng vào, rút lại đi. Cho trùng vào thì được. Cho căng làm sao được được. Cho thật trùng đi. Yên lại, yên lại. Kia có đàn bê đẹp thế kìa. Mẹ mày bắt được con cá rô chê, thòng cỏ lôi về làm thịt ăn luôn. À, cho mẹ ngủ say chứ. Ừ, cho mẹ ngủ say. Trùng lưới ổ không biết cha nhỉ, bảo thế vẫn từ nói từ nãy từ đầu rồi. Cho thật trùng vào thì cá nó mới mắc được chứ. Ôi, đúng rồi, đây cột dây điện đây này. Đúng rồi, thoa cá vãi trường, đúng rồi. Đúng rồi, nó thật trùng trùng đấy. Đúng rồi. Chết rồi. Không phải đâu, không bị giật như thế đâu. Mai xin chào mọi người. Mai xin chào. Nói đi. Đúng rồi, mình đang ngậm. Hôm nay ra đồng bắt cá rô chê, thòng cổ lôi về cho bé ngủ ngon. Hả? Để ăn ngủ, ăn xong ngủ ngon nha. Được đấy, được đấy. Cha kiểu ngon nghèo như thế để nó mắc đấy. Cha ra dịch cho kia nhỉ. Đấy, cái gì ở bên kia kìa. Tận gì ở góc kìa. Tận cái góc kìa. Đấy, cha ra chỗ rộng ấy. Ra chỗ giữa ấy. Chừng nó vào vệ nó mắc cổ á. Đấy, xong ngoảnh lại, cứ thẳng ra rìa kia đi. Thẳng ra tận rìa kia kìa.
Đấy, lại ngoảnh trở lại như thế. Cha trùng thôi, bảo thế, đừng lấy không cho trùng. Độc cha căng thôi. Cha ra dịch dễ bờ ấy. Căng chà đúng rồi, không biết cài. Kéo căng thế. Ồ. Thôi là gì cắm, bỏ tay ra. Nhưng ơi, bỏ cái đấy lỏi lên. Một cái hay hai. Cái màu nào? Này, đoán đây. Được đấy. Xuống ao mà mò mò này đúng kiểu đi buộc cô bắt ốc đây này. Người đẹp mò cô bắt ốc. Không sao. Con nhặt ra cho bố. Được được, nhặt đi. Con vũi hết rồi. Đấy, ốc ngon thế cơ mà. Ốc đấy được đấy. Ốc cực kỳ luôn. Hết rồi. Con vũi hết nữa ra. Ốc to đấy. Đấy, ốc cực kỳ luôn. Nữa bắt được con nào chưa? Có, mày có xuống không? Không. Mày nhà xuống không? Xuống để mua cua bắt ốc. Con... Để xuống. Làm người đẹp xịn sò đi mua cua bắt ốc nha. Con xuống, con chỉ muốn bơi thôi. Đúng rồi. À. Mẹ ơi, có con cá nào cắn vào chân mẹ không? Đâu, con nào? Để. Bò cua bắt ốc để về luộc 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 luộc. Sờ vào cái chân mẹ xem có con nào. Mẹ mày cứ để cho chỗ này xong mò cả hai tay ra nè. Mò cả hai tay đấy, để đấy, mò người ta mò cả hai tay này đấy. Xong bắt đầu thì thả vào vậy, một tay thì bao giờ được ốc. Đúng là không phải nghe mò cua bắt ốc thật. Mò cua bắt ốc người ta mò cả hai tay như mò cá, mò đâu lần lượt sạch màu đấy. Xong người ta để vào, cứ mở ra làm sao lại ra bắt đầu đấy như thế. Kìa con chim đẹp quá. Mày im mày ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, đẹp quá. Cao thế. Ui. Gì? Mày chim nó bay rồi. Biết rồi. Không, nếu con đi học nhé. Con biết dán hình con vịt đấy. Con dán cái mỏ, cái đầu, cái mắt. Hai tay chân. Người ta qua vào nhau lần lượt thế này xong hết là đi chỗ khác. Mì cả cái bụng của đúng nó. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái cổ cái nó. Mía đã bắt là bắt hết trong bắt đầu. Chỗ sâu sâu kia là có cả, chỗ rau muống nha.
Chỗ đàn chim ở kia đẹp thật đấy nhận. Nhiều chim thế đấy. Có cột điện đây là nó đỗ vào để nó chơi được. Nó có cả búi 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 nhẹ ngà cái này kìa. Con đỉa dài ngoăng luôn. Con gì đấy? Nó ngoi. Nó lượn. Hẳn là tắm mát. Nó con bò đi để. Đúng rồi, nó bò đi. Còn nó lăn nộn. Nó còn phun nước vào mặt người. Cũng nhận là đẹp nhỉ con đỉa. Xịn xò thật đấy. Lúc nhau con xem mấy. Nếu mà ai nhìn thấy đẹp thì quá đẹp, mà ai nhìn thấy kinh thì quá kinh. Ừ rồi. Dập đi. Đấy, nhiều ốc lắm, mẹ mày bắt được nhiều ốc đấy. Xong rồi, có một con gì phun nước. Đấy, bắt như thế. Ở khu đấy là có ốc chắc, còn gì ạ? Bắt ốc. Mò cá. Rơi này. Đứng cái loài cũng rơi, đi ngã. Khu đấy là có đấy, hôm qua chưa bắt, hôm nay có mà. Hai tay mò ốc. Bắt cá. Về xào lấu. Đánh chén. Đúng không? Được, giò mỡ với gà tốt, chỗ ô xanh xanh nhỉ. Đấy, đàn chim đẹp không? Nhiều nha. Ừ, nhiều thật đấy. Đuổi cá đấy. Đúng rồi, đuổi cá nhá. Đấy. Được đấy. Được rồi. Đuổi cá đấy.
cá giác ấy. Cha căng quá, bảo từ đầu là cho trùng trùng thôi. Căng quá là nó khó. Đừng nhiều phết rồi đấy. Đấy, chỗ đấy nhiều thế. Tưởng như mình ăn đấy nước là sâu hơn đấy. Nên chỗ này, anh nhìn đi nào. Chạy ra nè. Đâu rồi? Đây, chạy đây, chạy đây, chạy đây. Được rồi. Đấy, nhiều phết đấy. Thành quả một buổi câu cá. Đánh bắt cá. Được rồi. Nhiều thế. Đâu nhỉ? Cái gì? Rồi, xin chào các bạn.